Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Thời gian qua có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình rằng có đúng là gói V90 đã quay trở lại hay không? Thì clip hôm nay mình sẽ nói về vấn đề này. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy bớt chút thời gian đăng ký để ủng hộ mình nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đi tiếp câu hỏi của ngày hôm nay. Gói V90 đã quay trở lại hay không? Mình xin trả lời rằng điều này vừa đúng mà lại vừa không đúng. Không đúng vì sao? Không đúng vì gói V90 đã được Viettel khai tử cách đây vài tháng rồi. Tất cả những thuê bao nào mà đang dùng gói V90 được gia hạn hàng tháng khi mà tài khoản gốc đủ 90.000 thì vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng những thuê bao nào mà chưa từng đăng ký gói V90 mặc dù trước đó được gắn gói này, hoặc là những cái thuê bao đã từng đăng ký gói V90 nhưng sau một thời gian dài không nạp tiền, không đăng ký gói thì cũng sẽ bị cắt gói V90 các bạn nhé. Nên là gói V90 thực tế là đã không còn tiếp tục được đưa ra thị trường đối với tiền mạng Viettel nữa. Mà gói ưu đãi hiện nay lớn nhất là gói V120 rồi. Tức là với 120.000 một tháng khuyến mại ưu đãi y như gói V90 vậy. Có 50 phút gọi ngoài mạng miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút và mỗi ngày có 2GB data. Đó là lý do vì sao mình lại nói rằng gói V90 trở lại, điều này là không đúng. Nhưng tại sao nó vẫn đúng? Vì thực tế là như thế này, trong quá trình mình làm việc cũng như tất cả các nhân viên khác của Viettel làm việc thì có thể linh động trong việc gia hạn các gói cước khuyến mại cho khách hàng. Ví dụ như các bạn có thể đăng ký gói V120 với giá ưu đãi chỉ 90.000 thôi mà vẫn được những cái khuyến mại như vậy. Tức là miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, miễn phí tất cả các cuộc nội mạng dưới 20 phút và mỗi ngày có 2GB data. Nhưng điều kiện là gì? Các bạn sẽ bắt buộc phải đóng trước 6 tháng hoặc 12 tháng. Và cái tiền này thì các bạn sẽ phải chuyển cho nhân viên Viettel. Chứ khi mà các bạn đủ tiền trong tài khoản, đủ ví dụ như 6 tháng của gói V120 là 720.000, các bạn tự chủ động đăng ký thì các bạn vẫn sẽ mất 720.000. Hoặc là các bạn gói 12 tháng của gói V120 là 1.440.000, các bạn sẽ vẫn phải mất đủ 1.440.000 để đăng ký gói 12 tháng. Nhưng khi các bạn chuyển khoản cho nhân viên Viettel bên mình thì nói thật là trong thời gian qua bên mình, những nhân viên như mình cũng bị gán chỉ tiêu khá là cao, nên là mọi người sẵn sàng bỏ cái hoa hồng của mình, những cái được lợi nhuận từ phía nhà mạng Viettel trả cho nhân viên Viettel, những người tư vấn thành công gói cước 6 tháng và 12 tháng V120 cho khách hàng, thì mình, những nhân viên như mình sẵn sàng từ bỏ cái đó để đổi lại được chỉ tiêu phát triển thuê bao mới, phát triển dịch vụ gói cước V120 đó. Nên là mình sẵn sàng đổi. Vì thế nên là khi các bạn chuyển khoản hoặc là đóng tiền cho nhân viên Viettel chỉ với 540.000 cho 6 tháng hoặc là 1.080.000 cho gói 12 tháng thì sẽ đăng ký được gói V120 nhé. Nhưng mà không phải tất cả các sim nào đều đăng ký được gói này, và không phải tất cả nhân viên Viettel nào cũng sẵn sàng đăng ký cho các bạn với mức giá như vậy. Chỉ một số thôi các bạn nhé. Vì thế mình như Viettel sẽ là một trong những cái người mà sẵn sàng hỗ trợ các bạn như vậy. Các bạn chỉ cần chuyển khoản cho mình với cái số tiền tương ứng gói V90 đó, đóng trước 6 tháng hoặc đóng trước 12 tháng, mình sẽ đăng ký cho các bạn gói V120 6 tháng và V120 12 tháng. Với điều kiện là các bạn cứ đăng nhắn tin số điện thoại để lại để mình kiểm tra xem cái gói sim của các bạn có đăng ký được gói đó không đã. Vì tỷ lệ đăng ký được hiện nay rơi vào khoảng hơn 30% đến khoảng 40% số thuê bao trả trước có thể đăng ký được hai cái gói này. Nếu các bạn tin tưởng Viettel thì có thể chuyển khoản cho mình.
thì chi tiết cụ thể mình sẽ để ở dưới mục bình luận nhé, về số tài khoản hoặc là tin nhắn. Nói chung là các bạn nên để lại số điện thoại trước, rồi sau đó kết bạn Zalo với mình để mình tìm xem cái sim của bạn có đăng ký được gói V120 hoặc là về 6 tháng V120 trước không đã, rồi sau đó thì mới đến tiết mục chuyển khoản nhé. Ok, còn ở trong địa bàn của các bạn mà có những nhân viên Viettel cũng đã giới thiệu gói này và các bạn biết được thông tin gói V120 đóng 6 tháng và V120 đóng 12 tháng mà người ta quảng bá đến các bạn theo một cách rất là thông minh rằng V90 đã quay trở lại, thì các bạn có thể chủ động liên hệ với người ta để họ đăng ký cho các bạn, thì không phải lừa đảo gì đâu các bạn nhé. Đó chỉ là một cái cách để người ta kinh doanh, để người ta tiếp cận khách hàng được dễ dàng hơn thôi, đánh vào tâm lý của khách hàng muốn sử dụng dịch vụ được vừa được ưu đãi vừa được khuyến mại cao. Đó chỉ là một cách lý giải khác cho cái chương trình khuyến mại như vậy thôi. Ok, các bạn còn thắc mắc gì hoặc là cần hỗ trợ gì về dịch vụ của Viettel thì cứ để lại tin nhắn trong mục comment nhé, thì mình biết được đến đâu thì mình sẽ giải thích hết cho các bạn. Và Nghĩa Viettel vẫn hỗ trợ khách hàng các dịch vụ đăng ký Internet và truyền hình của Viettel, gia hạn cước đóng trước Internet và truyền hình. Các bạn đang đóng trước hàng đang đóng cước hàng tháng của gói dịch vụ Internet truyền hình có thể thay đổi đi. Bây giờ mình đóng trước 6 tháng để được khuyến mại 1 tháng hoặc đóng trước 12 tháng để được khuyến mại 3 tháng. Như vậy sẽ tiện cho cả đôi bên hơn. Hàng tháng nhân viên bên mình cũng không phải đến khoa thu, không phải mất nhiều tiền xăng xe, bảo vệ môi trường hơn đúng không ạ? Và các bạn cũng đỡ bị làm phiền hàng tháng, đỡ bị người đến nói thẳng ra là đòi nợ. Ok, thì cứ chuyển khoản cho mình, gia hạn cứ đóng trước cho các bạn, đôi bên cùng có lợi. Và ngoài ra mình còn hỗ trợ đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng của các bạn như gói V120, V120 6 tháng, V120 12 tháng với giá của V90 các bạn nhé. Các bạn còn cần hỗ trợ gì khác về dịch vụ của Viettel thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Zalo và Facebook của mình nhé. Facebook tên là Nguyễn Mạnh Nghĩa, mở ngoặc Nghĩa Viettel. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy bớt chút thời gian để đăng ký nhé. Nếu thấy clip của mình hữu ích thì hãy chia sẻ nó. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.